Vaio 150 thì trên cái line này riêng hàng 150 thì mình sẽ bớt cho anh em luôn. Cái này là giá của nó đồng giá là 47 triệu 900, mà cái này mình bớt cho anh em là 1 triệu 9 luôn nhé. À, một triệu Để chín bán luôn. để bán thì cho nó đổi màu. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Trong video này mình với anh Thắng sẽ giới thiệu với mọi người về tay ga đi. Tay ga những mà tay ga nhỏ tiền, tay ga mà xe đi làm cho anh chị và các bạn nha. Ok, anh chị. Xin chào anh chị em nhé. Mình với Việt sẽ giới thiệu anh chị em cái xe tay ga mà cực ngon bổ rẻ. Ngon mà bổ rẻ. Ok, vào đây. Ngon mà còn ngọt nữa. Ngon, ngọt. Đầu tiên là con Elizabeth này. Elizabeth này thì con này là đời 2013 luôn cả nhà nhé. Đời cực kỳ là cao, xe cực đẹp, biển số 61. Giá chỉ có 8 triệu 9 thì vẫn có bớt cho anh em 1 triệu là còn có 7 triệu 9 thôi nhé. À, 7 triệu 9 thôi. Ừ. Đây để mình để máy cho anh chị em nghe. Nếu mà anh chị em nào mà có nhu cầu. Cốp trước thì rất là rộng. Đây, à. Kính thì nguyên cả cặp. Đây, như thế này. Đó, một cái xe nó zin như thế này, nó đẹp như thế này. Mình rất là thường là gắn lên đây đây là rất là đẹp nhé. Các bạn nhìn đi, ra đẹp lắm nhưng mà tại ói thôi, có gì gắn sâu được. Đó. Nhưng mà xe đẹp, chắc chắn một điều là xe đẹp. Bạn nào bạn nữ á, mà thích chơi á, mình nên mua. À, nói chung là cái giá nó cực kỳ là ok để mình có một chiếc xe chất lượng để đi lại, máy thì là siêu ngon đấy. Giá là 8 triệu 9 à? 8 triệu 9. Rồi, con này nữa. Con này thì bớt mạnh một cái để cho nó đi, cho em nó đi luôn, bớt 1 triệu 9 luôn, 13 triệu 9, bớt 1 triệu 9 là còn bao nhiêu? Còn có 12 triệu anh em nhé. Anh chị em bớt 1 triệu 9 luôn nha mọi người. Ôi giời. À, đấy. Để lâu nó nguội. Lâu. Xăng chưa cái bơm, đó. Máy nổ êm nhá. Nói chung là đời 2008 mà được như này thì là quá là ok rồi. Sơn zin hết, dạ. Chưa có giảm tốt gì. 13 triệu 9 giảm 1 triệu 9 là còn lại là... Còn 12 triệu. Rồi tiếp theo là... Ví dụ như là Novo 5 này này. Novo 5 thì trước cũng nhiều anh em hỏi lắm. Giá là 13 triệu 9 bản màu xanh. Còn có một con à? Đâu có con... Đây đây, hai con đấy. Đấy. Ba con. Ba con. Biển số 47 nhá. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là 0923 71 và 48. Ơi. Hoặc 0976 0937 số 2 466 cuối cùng là số 1. Đó, Novo 5 số 47 13 triệu 900 nha mọi người. Sun GB. Về dịch giá. Rồi. Con bên này là biển sẵn Novo 5, mình giới thiệu Novo 5 luôn cho anh chị và các bạn dễ mình lựa nha. Đây, đây Novo 5 màu đỏ đen. Con này trong này có hồ sơ sẵn này. Hồ sơ có sẵn luôn. Có sẵn hồ sơ luôn. Đấy, 13 triệu 900 đã bao hồ sơ. 13 triệu 900 bao hồ sơ. Trả cước luôn đi. Đó. 13 triệu 900 là bao hồ sơ luôn. Nếu mà anh chị em nào có ý định mà sang tên thì sẵn cầm hồ sơ về nhập thôi. Rồi tiếp theo con này mà màu trắng tím. Con này chỉ có 12 triệu 9. Bớt 1 triệu còn 11 triệu 900 nhé. Quá rẻ đúng không? 11 triệu 900. 11 triệu 900. 11 triệu 900. Rồi đấy là Novo. Rồi giới thiệu với anh em là tiếp tục là Novo mà là bây 5 giờ là rồi, phải Novo lên 6 đúng không? 6. Đúng rồi. Novo 6 rồi, hiện tại cũng còn 3 xe. Một là biển số 70, 16 triệu 900. Đó. Hai là biển số 70 luôn, cũng 16 triệu 9. Cặp xanh GP này là 16 triệu 9. Còn bên đây thì rẻ hơn. Giá là chỉ có 15 triệu 9 và đã được bao hồ sơ luôn hả? Đó. Đó, mọi người cứ yên tâm nha. Mua xe ở đây rút hồ sơ sang tên bình thường. Thì anh chị và các bạn nào mình mua thì mình ủng hộ anh những nhé. Cái xe nào đã có hồ sơ thì mình sẽ bao hồ sơ, bán bao hồ sơ cho anh em bằng cái giá đó.
Còn những cái xe mà chưa có hồ sơ, anh chị em mà muốn sang tên rút hồ sơ phải thêm phí. Ok, giới thiệu tiếp với anh em là lại dòng cặp ba em đúng không? Ba em này nữa là sao nó đi cái bộ ba nhỉ? Grander hiện tại giờ là còn 3 xe. Giá là 24.900. Đó, 24.900 2015. Còn bên đây là 23.900. Đó. Và con biển, bên đây biển số đâu anh? Con bên đây biển số 93, còn con bên đây biển số 61. Xe đẹp lắm nha mọi người. Xe cực đẹp, máy cực chất luôn. Con bên đây là 23.900 thôi. Đó, rồi con bên này. Con này cũng 23.900, con này biển số 88 nhé. 88. Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc quê em đẹp tuyệt vời. Rồi Vision thì hôm nay quý chị và các bạn mình theo dõi mình biết ha, hôm nay còn hai con thôi. Tắt em lại ra đi. Vision thì hiện tại là mẫu này là còn hai chiếc. Thì một con này là 22.900 biển số 61. 61D1. Đó. Còn con bên đây đời 2018 biển số 86 là 25.900. Cái này là con mẫu này có tem đỏ này. Dạ. Siêu đẹp nhá. Tem đỏ này anh chị và các bạn để ý nhá. Rồi tiếp theo là AB. AB hiện tại giờ thì mẫu này thì còn có một chiếc thôi. 27.900 đời 2017, cuối 2017 á. Cuối 2017, màu xám nha mọi người. Màu xám. Rồi. Đấy. AB thì mình phải lại qua AB đầu bò nữa. AB đầu bò đây nữa thì con này giá thì rất là rẻ. Xe cực đẹp luôn anh chị em nhá. Đấy, cả nhà xem này. 14.900 2012 biển số 68. Đủ hương, đủ kiếng. Đầy đủ hết. Yếu bình quá. Yếu bình. Để lâu yếu bình anh chị em ạ. Máy ở đây thì mình sẽ bao cho anh chị em máy cực ngon. Bao zin bao chắc cho anh chị. Bao zin bao chất. Tiếp theo là da nút. Da nút kiểu kỳ này thì có trắng và đen. Đen và trắng. Đen và trắng. Giá là 16.900. Màu trắng. 16.900. Màu đen. Màu đen là 17.900. Lung linh. Có màu đen rất đẹp. Hôm bữa thì nó cặp màu trắng. Cái này thì hay lắm à. Cặp vỏ này còn mới lắm các bạn nhé. Mới thay. Mới thay. Con nó là 17 hả anh? 17.900. 17.9, con bên kia là 16.9. 16.9, trắng 16.9, đen 17.9. Liberty S đây. Liberty 3V bản S. ABS, thắng ABS. Cái gì cũng S. Giá của nó là 28.900, biển số 83. Đầy đủ gương kiếng, xe cực đẹp. Cái lúc trước thì đúng ra thì mấy cái xe là trước giá thì nó cũng tầm này, mà con mấy con kia thì nó cũng 19 110, con này có thể là nó đầy đủ và nó đẹp hơn, mà giá chỉ có 28.900. Anh chị em nào có nhu cầu thì ghé ủng hộ mình nhé. Đó. Rồi đó thì chuyển lên trên một tí nữa là về AB tiếp theo. Đấy, AB mẫu 2020 hiện tại giờ còn một con, là con này là 125. Con này 125 đó, màu đỏ rất là đẹp. Đi 5.000 hả? Mắc cây. Đó, hóa mắc cây. Đi có 5.000 thôi. Rất là đẹp. Giá của nó là 38.900. 38.900. Rồi và đến rồi. Đây thì Vio. Giới thiệu với anh em là Vio bây giờ hiện tại là cũng còn khá nhiều. Trắng rồi là nâu, vàng, đỏ. 125, 150. 125 hiện tại giờ bên cửa hàng mình là còn 2 chiếc. Con này biển số thành phố là 38.900. Và con bên đây là đã được rút hồ sơ. Hồ sơ có sẵn cầm tay. Anh em về nộp nhé. Rồi. Là 38.900 luôn. Đó. Đó là 125 hai con. 125 hai con. Còn vào đây là Vio 150. Thì trên cái line này, riêng hàng 150 thì mình sẽ bớt cho anh em luôn. Cái này là giá của nó đồng giá là 47.900. Mà cái này mình bớt cho anh em là 1.900 luôn nhé. 1.900 luôn. Để bán thì cho nó đổi màu. Ok chưa? Rồi. 1.900.000 bây giờ là hiện tại là còn có nhá. Còn có 46 triệu. 46 triệu. 46 triệu một xe. Xe ở đây á, những cái mẫu này anh chị em để ý mẫu này này, xe siêu lướt, xe chỉ chạy một vài ngàn cây thôi. 2, 3.000, 4, 5.000. Đó, đấy. Thì hiện tại chắc mình đọc biển số qua lượt cho anh em này. Thì đi từ đây ra đi, mình sẽ đọc con này là con biển số 62. Đó, con biển số 62 2019. Xem nó ô đo bao nhiêu thông báo luôn cho anh em luôn này. Ok. Con này ô đo thì 10.000. 10.000. Ừ. Đó. Con này bao hồ sơ là đã có hồ sơ cầm tay. Giảm 1.900.000 mà anh còn bao hồ sơ nữa. Đúng rồi. Đó. Là con này 4.000.
4.000. Con này 4.000. 4.000. Con này biển số 83. Con này biển số 83. Con này hình như là con này là đời 2020 luôn. 2020 luôn. 2020 luôn. Còn 47 triệu chính giảm 1 triệu chính đi 6.000 coi. Các anh chị em thấy không? Giá nó cực kỳ là ok. Tiếp theo là con này con biển số 67. Con biển số 67 này. Con này đi cũng 10.000 rồi. Đó. Xe thì nó chỉ có trên dưới không không trên 10.000 đâu, 10.000 quay đầu hết nhá. 10.000 quay đầu hết thì nói chung là xe chưa hết lô đai đâu anh chị em nhá. Con này 7.000. Đó. Con này mất. À, con này có hồ sơ, bao hồ sơ. Cái giá giấy giá thì bị bay đi hết rồi. Nhưng mà nó đồng giá mà. Còn con này thì là con biển số 60. Con này biển số 60. Đó. Con này cũng màu trắng siêu đẹp luôn anh chị em ạ. 10.000. 10.000. Ok. Đấy, còn đây ngoài đây là 125. Thì trong khi đó thì SH thì còn vẫn còn rất là nhiều. SH Mo rồi là SH Cao. Đó. Đó, số lượng thì rất là nhiều. Mọi người rất muốn mua thì có gì mình xin. Có thể tìm lại video mình cũng quay mình up đó. Anh chị và các bạn mình thấy được thì mình lựa tới lựa nha. Thì riêng về những cái dòng ví dụ xe đi làm kia thì anh đang giảm 1.9 tùy theo con, tùy theo dòng nữa. Thì anh chị em là quá rẻ thôi. Anh chị em xem like thì có mình có báo giá đó. Anh chị em nào mà cần sử dụng những dòng xe gì thì ghé ủng hộ mình nha. Rồi, đó anh chị em liên hệ qua số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang, Bình Dương. Thứ hai là số điện thoại là 0923714 và 48 hoặc 0936246 cuối cùng là số 1 nha mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý chị và các bạn. Bye bye.